Anna Bắc Giang, 21 ngày tìm lại sự sống và đang viết một cuốn sách kể lại về cuộc đời mình mang tên Trái tim của kẻ lừa đảo tên Joyce. À, đầu tiên của anh. À, xin chào, đây là cô em gái của mình. Thời gian qua trên mạng thì mình cũng thấy nhiều người chửi mình cũng không có gì buồn. Ngày xưa thì mình yêu là đó thật, nhưng bây giờ mình chuyển thành mối quan hệ anh em thôi. Một người bạn thiệt tri kỷ đó quý vị. Đó là chúng mình đến từ tinh cầu 6B12. Tinh cầu mà ngày xưa có hoàng tử bé đó. Ở thế giới ảo mà chúng ta sống trong thế giới công nghệ là còn gọi là ảo. Đây chính là coi thế giới thật đây, mình sống thật đây. Và mình cũng nói luôn quý vị là có thể sau này có những chuyện gì xảy ra và người ta đồn rất là nhiều về mình, cái số nợ, số tiền. Nhưng mình nói quý vị, nếu mình không còn tồn tại, mình không còn ở đây thì cái mảnh đất này và 20.000 mét vuông mảnh đất này và trên kia mình có độ tầm cỡ 40.000 nữa thì sẽ được chị Hồng bên Mỹ nha quý vị. Chị cũng giúp mình một cách vô ngã luôn. Và chị Trâm ca sĩ Nguyễn bên Mỹ và chị Lê Trang và Huế là một người ngày xưa mình nói như một người vợ, nhưng với mình chỉ muốn cô ấy tu, cho nên mình nghĩ tất cả và như vậy. Và nhưng đối với mình, cô ấy mãi mãi là một người bạn rất là tốt với mình. Cho nên thì sau này những cái gì ở đây của mình thì nó thuộc về những người đó, còn những người bạn bè mình đã giúp mình cái khoản tiền, ví dụ 5 triệu, 1 triệu, 2 triệu nó cũng không nhiều lắm đâu. Nhưng mà có sự lâu đó, cái đầu mà trên nó quá lớn để gây những sự áp lực và người ta chửi mình rất là nhiều. Thì mình cũng rất là vui, hoan hỷ. Đối với mình, mình nghĩ rằng nếu người ta lừa gạt mình rồi mình lại đau khổ thì chính mình gạt lấy bản thân mình. Điều thứ hai nữa, và điều thứ hai nữa quý vị, nếu như được cái trái rồi Tina